em chở em đi vậy? Dạ. Đây mẹ cho đây. Dạ. Hai chị em đi, Dung chị em đi cẩn thận nha chưa? Dạ, Ly ơi đi cho chị nè. Ly ơi, Ly, em vô lấy mẫu đi. Ly ơi, em vô lấy mẫu đi. Ly ơi, mà nhanh nhanh. Cắn đi đây.
nặng quá trời ơi. Đi theo. Trời mát mà ra chơi xong nghe cho con. Chiều chị dẫn đi. Đi vô hai chị em vô nhà lấy nước cho uống nào. Chiều chị dẫn qua kia chơi. Hai hai chị em vô nhà đi con, mình lấy nước cho uống nha. Nóng quá. Đi vô phòng của tôi kia đi ngồi chơi đi. Quạt cho. Em chọn chưa mà giờ không em không ăn. Em chọn cái vị này xong rồi á. Xong rồi á em rồi lại đi chơi nữa. Có uống thêm không? Con để con uống đi con. Uống thêm nước vào mẹ xem nè. Đây nãy em có hai chị em chọn mà đúng không? Có ly này. Mẹ, sao thế? Mà lại sao thế? Nhưng mà á lại á ly á đây ly có không con nhủ cho em chọn xong rồi em chọn xong rồi tới lúc anh tới xích đu em bảo con dừng xong rồi em lôi con ra cái xích đu kia chủ đòi con cho muốn đi chơi nữa hả? Nắng lắm nha, nắng lắm chưa đi chơi được nghe chưa mà... con này ăn đi rồi chiều ra đi chơi ăn đi chiều chị dẫn ra công viên chiều vô nhận nó công viên chơi ăn như này con của con này này cho con này cho con cầm ăn đi nha chiều dẫn đi chơi chiều đi chơi nha. Ăn đi con. Giỏi của Dung này Dung, ăn đi con. Đúng rồi, ăn đi, chiều đi chơi, nghe chưa? Trời năn nỉ mãi mới chịu ăn. Chị ăn giận ngon quá vậy. Thôi đi quay ngồi với mẹ nè, quay ngồi với mẹ cho chị Dung mát tí nè. Ôi, ngồi đây, ngồi xuống đây, đấy ngồi đấy. Rồi. Bình nước con này, là hai chị em ngồi ăn đi. Cho em miếng gì con, cho em ăn với. Này cô Ly này. Ông già yêu em bắt ăn. Đúng rồi chị hả? Ôi trời. Ông già ơi mẹ. Thì hai chị uống nước cam mà xuống bắn nước cam nha. Hai chị ngồi chơi nha. Bảy ơi hai ly cục đá lắm nha. Hai ly cục đá luôn hả? Em không uống đá được nha. Hai chị ngồi chơi đi. Mẹ em không cần đá. Ly uống nước thêm nha con. Nước của Dung để trên tay luôn nha. Không giận hờn cái gì Dung nữa nghe chưa? Ăn xong thì em chơi đi. Để uống nước cam nha.
Nên không? Đi đi con, đi đi chuyện gì kìa.